Tập 9. Giới tính này của cô ấy chạm cái là nổ ngay. Cô lo lắng xảy ra chuyện. Vợ chồng cậu cãi nhau là chuyện thường xuyên. Đợi cô ấy nguôi giận sẽ quay về thôi. Chủ nhiệm Dương, cô hiểu lầm rồi. Cô ấy là em gái của tôi. Chuyện riêng của hai người không cần giải thích. Không phải, nhưng mà chuyện này tôi buộc phải giải thích. Trong lòng tôi chỉ có mình cô mà thôi. Người này, cô ấy, chủ nhiệm Dương, không thấy Asano đâu hết. Cái đồ vong ân phụ nghĩa cũng không đuổi theo mình, cũng không sợ mình gặp phải quỷ. Đao xào, tránh ra. Nha đầu thối, nha đầu thối, mẫu đơn, khốn kiếp, bắt hắn ta lại. Mẫu đơn, đừng dọa anh. Em nói gì đi? Em đừng dọa anh. Rau xào, em không ổn rồi. Em đừng nói lung tung. Em bị thương ở đâu? Đi, anh đưa em đi gặp đại phu, mau. Em không đi đâu hết. Em chỉ muốn nói với anh lời trong lòng. Đừng mà, em không sao đâu. Em sợ hôm nay không nói, sau này không còn cơ hội. Không, em không sao đâu. Em hay nổi nóng, nhưng mà em thật sự thích anh. Cho dù ngay cả một ngôi nhà cũ nát cũng không có, em cũng muốn theo anh. Sau đó một năm sinh cho anh một đứa con. Mẫu đơn, em không sao đâu. Em đau xạo, ôm chặt em đi. Em sắp không xong rồi. Em chắc chắn là không sao. Là anh không tốt. Anh một lòng chỉ nghĩ tới đánh trận, không chăm sóc cho em. Không sao đâu. Phải làm sao bây giờ? Mẫu đơn, em không thể chết. Mẫu đơn, em, cái này, mẫu đơn, em tỉnh lại đi. Mẫu đơn, em không thể chết. Anh có lỗi với chú Hoa. Em đừng chết. Đừng chết mà. Em dọa chết anh rồi. Đâu có ai như em chứ. Dọa chết anh rồi. Chủ nhiệm Dương, thần kinh à? Chủ nhiệm Dương, đau xạo. Quá ra em chết, anh cũng khóc à? Em biết ngay, trong lòng của anh có em mà. Em bỏ ra, đồ thần kinh. Nói em thần kinh, em vẫn sẽ bám theo anh. Mọi người xem, dây thần này có dấu vết bị cắt đứt. Vì vậy chắc chắn có người cố ý cởi trói, thả Asano ra. Là ai làm? Mau đứng ra đây. Cho dù cậu không thừa nhận, tôi cũng có thể khiến Asano nói ra cậu. Là tôi. Anh làm sao? Tại sao phải làm như vậy? Vì khinh thường cậu. Khinh thường tôi. Tại sao chứ? Tại sao à? Bản thân làm chuyện gì cũng không biết. Lưu truyền thuyết, mạng của cậu có phải do mẫu đơn cứu không? Còn có mấy cậu, có một người, tính một người, Thái Lão Pháo, Dương Nhị Hàm, có phải chưa từng nhận ân huệ của mẫu đơn không? Nếu không nhờ mẫu đơn thì Thành Môn Lâu sớm đã đóng cửa. Chúng ta còn muốn chạy? Chạy cái gì? Sau khi cậu rời đi, mẫu đơn tìm kiếm khắp nơi. Vì tìm cậu mà cô ấy chạy tới chạy lui, đến cả bàn chân chảy máu.
Làm gì ai chứ? Có phải trong lòng có cậu không? Cậu thì hay rồi, gặp cô ấy đến cả câu cảm ơn cũng không có. Hôm nay lại cứu các cậu một mạng, nếu không thì sớm đã để Asano bắt các cậu đi. Cậu có xứng với tình cảm của mẫu đơn không? Được rồi, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, mọi người tạm thời quay về đi. Thảo Thượng Phi, anh nói lưu truyền thuyết thờ ơ mẫu đơn cô nương, thì anh liền tự ý thả Asano, như vậy cũng không hợp lý. Chủ nhiệm Dương, tôi không biết cô ở trong đội ngũ cấp bậc cỡ nào, cả ngày tôi thấy lưu truyền thuyết cười cười nói nói bám theo cô, chắc chắn chứ không nhỏ. Cô cũng coi như là từng trải, lẽ nào cô không nhìn ra lưu truyền thuyết có ý với cô à? Thảo Thượng Phi, anh đừng có mà hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thả Asano thì anh chính là Hán Giang. Cậu nói ai? Ai là Hán Giang? Lưu truyền thuyết, chủ nhiệm Dương còn chưa nói tôi là Hán Giang mà cậu dám nói à? Tôi thấy là cậu sợ hãi. Cậu sợ những chuyện xấu hổ cậu làm đều bị lộ ra ngoài. Tôi sợ gì chứ? Cậu sợ cậu lừa mẫu đơn, vẫn luôn lừa cô ấy. Cậu chơi đùa con gái nhà người ta, cậu hận không thể một chân đạp hai thuyền. Thảo Thượng Phi, anh nói cái gì? Thảo Thượng Phi, nói thì nói, cho hẳn hoi một chút. Tôi đúng là thích rau xào, nhưng mà giữa chúng tôi không có gì hết. Tôi nói giúp cô mà cô còn đâm tôi một nhát. Anh nói giúp tôi, vậy anh thả Asano ra làm cái gì? Anh tưởng tôi không biết tâm tư của anh hả? Thả Asano, trận ngày mai anh không cần đánh nữa. Tôi sợ ra trận à? Ở bàn hổ lĩnh tôi từng đánh nhau với quân Nhật. Được rồi, chúng ta chờ ngày mai xem ai giết được bọn Nhật nhiều hơn. Đi. Lưu truyền thuyết, lời của Thảo Thượng Phi cũng không hẳn không có lý. Tôi thấy anh nên đi an ủi mẫu đơn cô nương đi. Chua chết tôi rồi. Anh à, em thấy chuyện này vẫn chưa thể kết thúc đâu. Tuy rằng đồ họ Dương đó không nói gì hết, là vì ngày mai còn phải ra trận, cô ta cần chúng ta. Đúng, đến cả tên đầu bếp cũng nói anh là Hán Giang. Đồ họ Dương đó, cô ta nghĩ gì chứ? Hai cậu đúng thật là. Anh à, anh vẫn chưa nhìn rõ thế cục sao? Mẫu đơn cô nương bây giờ cũng đã hạ quyết tâm đi theo lưu truyền thuyết, tại sao không nghe theo chúng ta chứ? Vốn dĩ đã thương lượng xong hết rồi. Có thể nói với mẫu đơn là Asano giết cha cô ấy, cô ấy không thể không báo thù. Dương Thiên Cáp có cho không? Lưu truyền thuyết cũng không ngăn lại à? Như vậy rõ ràng là đâm một nhát trên ngực mẫu đơn. Xem ra tên đầu bếp đó mà không chết, Phi Gia, anh muốn rước mẫu đơn cô nương, trừ phi mặt trời mọc đằng Tây. Khó đó. Có chuyện mau nói. Anh à, chúng ta đã làm thì làm cho trót. Ngày mai lúc đánh nhau, thần không biết quỷ không hay, cho lưu truyền thuyết nếm chút khổ. Làm như vậy không trượng nghĩa cho lắm, nhưng mà hai anh em đều xếp vì anh. Làm thì phải dứt khoát một chút, cứ quyết định như vậy. Ngày mai chờ hiệu lệnh của tôi.
Sáng mai muốn ăn gì? Anh làm cho em. Không cần. Em tức giận 10 ngày nửa tháng cũng không nuôi được đâu. Em đừng có giận nữa. Trước đó là anh không tốt. Anh nhận lỗi với em. Đừng có giận nữa mà. Nếu em không tha thứ cho anh, chủ nhiệm Dương sẽ trừng phạt anh đó. Trừng phạt anh mới đúng. Tốt nhất là khai trừ khỏi đội. Vừa hay về nhà sống chung với em. Em xem, em cũng muốn về nhà sống yên ổn. Đương nhiên, ai mà không muốn sống yên ổn. Nhưng mà đám người Nhật sẽ không bỏ qua cho em. Em nghĩ xem, em đã đâm Asano một nhát. Phần lớn là sẽ sống không nổi. E rằng nửa đời sau của tên súc sinh đó sẽ rất khó sống đâu. Đáng sợ quá đi. Rau xào, em phải cảnh cáo anh. Nếu anh dám phụ em, nửa đời sau em cũng sẽ khiến cho anh sống không bằng chết. Qua mẫu đơn đó vui đến nỗi sắp bay lên trời, còn không cho người ta nghỉ ngơi. Cô đừng nói, tính cách thẳng thắn của cô ấy tôi khá là thích. Chủ nhiệm Dương à, cô nói xem, qua mẫu đơn nói có thật không? Thảo Thượng Phi thả Asano là bởi vì để ngày mai không phải đánh nhau à? Đồ ngốc, không nhìn ra sao Thảo Thượng Phi thích qua mẫu đơn. Nhưng mà bây giờ là thời khắc then chốt. Bọn họ làm như vậy khiến chúng ta rơi vào thế khó xử. Vì vậy cần phải để mắt tới Thảo Thượng Phi. Dừng, báo cáo. Có gì mau nói. Nhiệm vụ hoàn thành. Mẫu đơn cười rồi là hết chuyện. Biết rồi. Còn có chuyện gì? Tôi muốn nói là lưỡi bị mèo tha rồi à? Được rồi, Tiểu Lan, cô ra ngoài trước đi. Có chuyện gì mau nói đi. Chủ nhiệm Dương, sau này cô thật sự không có gì. Đừng nhắc đến chuyện của tôi và mẫu đơn nữa. Tôi và cô ấy thật sự không có gì. Không có gì. Cậu nói xem có phải không? Sau khi đám người Nhật mở tiệc chiêu đãi phóng viên, cậu và cô ấy không ở chung một phòng. Ai nói với cô? Anh nói xem có phải không? Dừng. Vậy mà nói là không có gì. Nhưng mà chuyện tối ngày hôm đó không giống như cô nghĩ. Cô nghe tôi nói, lưu truyền thuyết. Vốn dĩ tôi chỉ tưởng là cậu nhát gan, sau đó lại nghĩ cậu khá lạnh lùng. Bây giờ xem ra cậu không những chỉ như vậy, căn bản nhân phẩm còn có vấn đề. Nhân phẩm tôi có vấn đề gì chứ? Tự mình nghĩ đi. Ra ngoài. Không phải chứ, tôi thật sự chưa làm gì có lỗi với lương tâm, chưa làm gì có lỗi với mẫu đan. Giả lại, tôi thật sự có thể thề với trời, tôi chưa bao giờ làm. Chủ nhiệm Dương à, tôi cả đời này tôi chưa làm chuyện gì có lỗi với lương tâm hết. Không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ là ý gì nữa? Mẫu đơn cô nương, sao vẫn chưa nghỉ ngơi? Chồng của tôi sắp bị người ta cướp. Cô nói xem tôi có ngủ được không? Hóa ra là như vậy. Vậy tôi cho cô một ý kiến. Cô nên buộc anh ấy lên thắt lưng của mình mọi lúc. Cô đừng chiếm lời rồi lên mặt với tôi. Tôi nói với cô, qua mẫu đơn tôi trong mắt không chứa nổi một hạt cát nào. Cô muốn cướp người đàn ông của tôi, hoặc là cô chết, hoặc là tôi chết. Hai người chúng ta phải có một người chết. Lời này đúng là quá nhẫn tâm. Đứng lại. Cô tưởng tôi đang đùa à? Tôi cảnh cáo, đừng cướp chồng của tôi. Không phải cô đang đùa với tôi sao? Tôi cướp rau xào nhà cô. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với anh ta. Chắc chắn là cô nhầm. Rau xào mắng người cũng không lấy hơi, sao lại gặp người nói chuyện ấp úng như cô? Anh ấy trước mặt cô là một con cún ngoan ngoãn. Là bởi vì anh ta cảm kích tôi. Trong đại hội đảng quỹ,
Tôi đề nghị giữ anh ta lại làm việc trong bếp. Chỉ như vậy thôi à? Vậy cô tưởng là gì cái gì? Lẽ nào cô thật sự cho rằng... Nói thật cho cô biết, từ góc độ cá nhân của tôi hận không thể giết anh ta. Cô dám động vào một ngón chân của Rau Xào, tôi không bỏ qua cho cô. Được rồi, tôi thấy cô vẫn là nên về nghỉ ngơi đi. Khoan đã. Sao mặt mày ủ rũ như vậy? Tôi... đợi chút. Asano bỏ trốn không liên quan tới tôi, là Thảo Thượng Phi thả hắn ra. Nếu không phải còn ngủ gật, Thảo Thượng Phi có cơ hội à? Chuẩn bị trừng phạt tôi như thế nào? Đừng động. Cậu là thợ mộc. Tôi cảnh cáo cô lần cuối, đừng cướp Rau Xào của tôi. Không thì cô không xong đâu. Được rồi, vậy tôi cho cô ý này. Đều nói là con gái sợ gả nhầm chồng. Tôi hy vọng cô có thể nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta. Bộ mặt thật gì chứ? Đừng nói những câu vô dụng đó. Được không? Được. Sao vẫn chưa nghỉ ngơi? Chủ nhiệm, tôi đang bố trí nhiệm vụ cho anh ấy. Anh bố trí nhiệm vụ gì? Nếu không phải do Thảo Thượng Phi thả Asano, tôi thật sự quên mất Dương Nhị Hàm. Nhị Hàm khéo léo nhanh nhẹn, chim gỗ cậu ấy làm có thể bay lên trời. Vì vậy tôi bảo cậu ấy tối nay không ngủ để làm cho tôi một quả đại pháo. Để làm gì? Đại pháo có thể dùng cho ngày mai, phát huy tác dụng không ngờ. Được thôi, vậy đi tìm thêm chút đá sắc nhọn một chút. Chủ nhiệm, tôi không chỉ có mỗi đại pháo, tôi còn có thuốc nổ. Lợi hại chưa? Vậy vất vả rồi. Không có gì, không có gì. Chủ nhiệm, sao? Sao cô ấy không nói tôi vất vả? Thì là do tôi làm mà. Nhưng mà tôi nghĩ ra mà. Nhưng mà tôi làm. Đi đi, mau lên. Vừa rồi anh đi đâu? Anh đi sắp xếp công việc cho Dương Nhị Hàm. Nào, cởi đồ ra. Cởi đồ ra làm gì? Anh nói xem cởi ra làm gì? Em còn nghĩ ngợi lung tung. Vừa rồi nói với anh không có chuyện gì, bây giờ lại muốn làm chuyện nhà. Đây không phải là em tự tát vào mặt mình à? Rau Xạo, em chưa nói gì hết mà. Em nói cho anh biết, lời nói từ tâm mà ra. Ngày ngày muốn gánh vác việc nhà là anh. Em đừng có nói lung tung. Em nói như vậy, nếu như người ta nghe thấy, sẽ nghĩ gì về anh? Chủ nhiệm Dương sẽ nghĩ gì về anh? Chúng ta qua đêm ở khách trạm, không phải chủ nhiệm Dương sớm đã biết rồi à? Cái gì? Em nói cái gì? Thì hôm đó ở bên cạnh phòng chúng ta là chủ nhiệm Dương. Cãi nhau với em là trợ lý Nhạc. Phải, trong phòng chính là chủ nhiệm Dương. Ôi mẹ ơi, Thảo nào cô ấy đối với anh luôn cao có khó chịu. Lần này anh thật sự nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa nổi. Giặt một lần là sạch mà. Ngày mai chúng ta mặc quần áo sạch sẽ đi kháng Nhật. Được rồi, được rồi, anh tự mình giặt. Thái quân, giả bán tiền, đồ mà lưu truyền thuyết cần, tôi đã chuẩn bị xong. Bây giờ các người có thể xuất phát. Thái quân, ngài không đích thân đến lão gia lĩnh à? Tôi còn có một số chuyện quan trọng. Chuyện trao đổi thiếu tá Asano giao cho đội trưởng Du. Tôi tin Bác Lộ sẽ không nuốt lời, tuyệt đối sẽ không gây thêm rắc rối. Đi thôi, lên đường thôi. Không thể nói lung tung được. Lên đường là chỉ đường đến Âm Tào địa phủ. Tôi vẫn chưa sống đủ lâu. Anh đồng ý lên đường thì đem theo huynh đệ của anh mà đi. Mời. Chờ chút, tôi phải bói một quẻ. Chắc là
Vừa rồi tôi bói một quẻ, quẻ tượng này của tôi bên trong chỉ có 8 chữ: tham lợi trước mắt, quên quả sau lưng. Tham lợi trước mắt, quên quả sau lưng à? Đúng. Tôi và đội trưởng Du dẫn đội ngũ đi trước, đổi thái quân Asano về. Còn thái quân ngài phái thêm một đội ngũ khác tấn công bất ngờ. Thần không biết quỷ không hay, kẹp chặt lưu truyền thuyết. Tới chừng đó, đống đồ đó vẫn là của thái quân. Đương nhiên, nếu thái quân mà muốn thưởng cho tôi cũng rất vui. Giả bán tiền, kế sách này của cậu vô cùng tốt. Nhưng mà tôi muốn biết, tại sao cậu lại muốn bày mưu tính kế cho tôi? Tôi thật sự không muốn ở lại đội ngũ của Bác Lộ. Bọn họ không để tôi xem quẻ, tôi vẫn muốn quay về trong thành. Vì vậy thái quân ngài phải giúp tôi. Nếu như ngài không giúp tôi, Tôi sẽ không đi đâu. Giả bán tiền, tôi đồng ý. Cây này cũng không phải đại cô nương, mau bỏ ra. Còn không mau cảm ơn thái quân ban tặng. Chuyện đó cảm ơn thái quân. Lên đường thôi. Anh xem sao anh lại nói như vậy nữa rồi. Tôi xuất phát. Được rồi, xuất phát. Thái quân nói lời giữ lời. Thái quân, cần phải theo sát giả bán tiền. Đến cả giả bán tiền cũng nghĩ ra được. Lẽ nào lưu truyền thuyết không nghĩ được sao? Điều này chỉ nói lên rằng giả bán tiền không biết lão gia lĩnh là cái bẫy. Chúng ta cứ làm theo kế hoạch cũ. Mọi người nghe tôi nói, lúc này Sakata Kiichi chắc chắn đã xuất phát đến chỗ chúng ta. Còn địa điểm mai phục chúng ta định chọn ở. Địa điểm mai phục chủ nhiệm Dương đã đích thân chọn xong rồi. Ranh giới đó vô cùng thích hợp để phục kích. Dưới sự chỉ huy an ninh của chủ nhiệm Dương, trận này của chúng ta chắc chắn có thể để cho bọn chúng thảm hại. Vỗ tay cổ vũ. Hay hay. Truyền thuyết. Đừng, bọn tôi không muốn nghe những điều giả tạo. Đúng, chuyện đó, nếu như đánh thắng trận, cậu phải làm cho chúng tôi bữa cơm ngon. Được rồi. Thịt kho, súp giò heo, tôi thay rau xào đồng ý. Được. Thịt kho. Được rồi, mọi người chia nhau ra chuẩn bị. Đi thôi. Ngon đó. Thịt kho nha, nhớ đó. Cái gì mà thịt kho, cái gì mà súp giò heo, nhiều người như vậy, mỗi người một bát cũng cần hơn 5 cân thịt. Anh làm sao mà làm? Em bán anh đi là vừa. Anh cũng không phải cô gái xinh đẹp, làm sao mà bán? Muốn bán cũng là bán em. Ở trước mặt chủ nhiệm Dương, đừng có nói lung tung. Ai muốn bán em chứ? Nam nhân mang nợ thì vợ thay chồng trả. Chủ nhiệm Dương, có đúng không? Cái này có thể mua 25 cân thịt lợn. Chủ nhiệm Dương, cô sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi hỏi anh, địa điểm mai phục là do anh chọn, sao lại nói là tôi? Là như vậy. Cô xem, bây giờ tôi vẫn chưa là người của đội ngũ, đúng chứ? Nhưng mà có một số đạo lý tôi vẫn hiểu. Trong đội ngũ, có khó khăn thì nhận, vinh dự thì nhường. Có đúng không, chủ nhiệm Dương? Cô xem, giác ngộ của tôi có phải tốt lên nhiều không? Không sai. Hơn nữa, năng lực dẻo miệng của anh cũng tăng lên nhiều. Lưu truyền thuyết, anh nghe cho kỹ. Trong hội nghị đảng ủy, là tôi nói giúp cho anh. Vì vậy, anh được giữ lại. Nhưng mà tôi đây làm việc là xuất phát từ cách mạng. Anh cũng đừng vì chuyện này mà muốn nịnh nọt tôi. Món mà anh nấu đúng là không tồi. Nhưng mà không ăn món của anh, tôi vẫn có thể sống. Hai chuyện này không liên quan gì tới nhau. Cái này, chủ nhiệm Dương, chuyện này tôi không hiểu lời của cô. Được rồi, vậy tôi nói dễ nghe một chút. Hoa Mẫu Đơn là một cô gái tốt. Nếu người ta đã thích cậu, cậu nên trân trọng. Tôi không trân trọng lúc nào.
Tôi vô cùng trân trọng, còn không phải vì cô sao? Cho dù tôi có là cốc, cũng nhất định phải ăn được thịt thiên nga. Giả bán tiền, qua đây. Đếm cái gì chứ? Trước khi xuất phát không phải tốt rồi sao? Cậu vẫn chưa xong à? Nhưng mà cũng phải đếm cho rõ. Lát nữa lưu truyền thuyết chắc chắn sẽ kiểm kê. Nếu mà thiếu một chút thì tên khốn đó không chừng sẽ nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì nữa. Sắp trưa tới nơi rồi, cậu còn không mau đi. Tới chừng đó lưu truyền thuyết lại tưởng rằng hoàng quân không chịu dùng đồ để trao đổi, nên làm khó thái quân, làm sao mà tôi gánh. Được rồi, đội trưởng Du, vậy mấy anh chờ tôi một chút, tôi đi tìm lưu truyền thuyết. Đội trưởng Du, sau khi xong chuyện nhất định phải đưa huynh đệ tôi về thành. Tôi buộc cậu vào thắt lưng đưa đến trụ sở được chưa? Được rồi. Đội trưởng Du, anh tuyệt đối không được dứt tôi một mình ở đây, có biết chưa? Cậu có đi hay là không? Chủ nhiệm Dương, tình hình sao rồi? Bọn chúng cách chúng ta không tới 2 cây. Bọn chúng có bao nhiêu người? 40-50. Có chó vàng không? Không có, chỉ có bọn Nhật. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Sao cậu yên tâm khi không có chó vàng? Trong súp cá anh sẽ trộn với bột ngô. Không thể nào. Căn bản bọn Nhật không tin chó vàng. Vì vậy lúc quan trọng bọn chúng tuyệt đối không để cho họ tham gia. 40-50 tên Nhật, cho dù ăn hết cũng chưa chắc tiêu quá nổi. Nhưng mà có thể ăn từng cái một. Dù gì bọn chúng cũng không hủy hết quyền quỹ trung ương của chúng ta. Vì vậy cho dù trận này có quà thì cũng lợi. Hơn nữa tôi thấy Thảo Thượng Phi, qua đây. Anh thấy sao? Tôi thấy có thể Sakata chắc chắn xuất hiện. Tại sao? Cô nghĩ xem, hắn ta tự nghĩ rằng nhìn thấu cái bẫy của tôi, nghĩ tôi là một món ăn của hắn. Hắn ta vừa giơ đũa liền có thể bỏ vào miệng. Với lại cô nghĩ coi, miếng mỡ như tôi ai mà không muốn. Hắn ta có thể phục kích chúng ta ở Diên Tử Khẩu, còn có thể trong thời gian ngắn tìm được vị trí của quyền quỷ. Người này chắc chắn vô cùng giáo hoạt. Tôi nói cho cậu biết, trận này chúng ta phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không được khinh suất. Nghe ngữ điệu này của cô, không phải bắt sống thì cũng là khiến Sakata không còn đường sống. Nếu như chúng ta đánh đột ngột, tiêu diệt hết đám người Nhật cũng không phải chuyện khó. Được rồi, tôi sẽ quyết tâm. Có chuyện gì? Trận này nếu như anh có ý đồ xấu, tôi có ý đồ gì? Anh nói xem. Nếu cô đã nói như vậy, vậy tôi sẽ tranh luận với cô. Hôm qua là do tôi thả Asano, đều là vì cô. Sao lại vì tôi? Vì Asano đã giết cứu quà. Anh nói cái gì? Hôm qua Du Lục nói tôi biết. Sao hôm qua anh không nói? Gì? Tính cách nóng nảy của cô còn không biết à? Nếu hôm qua tôi nói, cô chắc chắn sẽ tìm Asano báo thù. Với lại, cái người bắt lộ quân đó phải đãi ngộ tốt với tù nhân, không cho phép động vào tù nhân. Hơn nữa lưu truyền thuyết sẽ giúp cô chứ. Cậu ta chắc chắn sẽ đứng về phía người kia. Vốn dĩ tôi đã tính toán xong, nửa đường giết chết Asano. Ai biết đâu cô vừa xuất hiện để cho hắn chạy mất. Đây gọi là tính cách quá nóng nảy. Là sao vậy? Tôi muốn đi vệ sinh. Trợ lý Nhạc, mặc kệ hắn đi. Vừa rồi cứ la lối đợi đi vệ sinh.
Nửa ngày rồi đánh đấm còn không có. Phần dưới của tôi bị thương. Tôi thật sự buồn đi vệ sinh. Rất khó chịu. Để cho hắn ta đi đi. Khó chịu quá. Thật sự để cho hắn đi à? Đi đi. Dừng. Xong chưa? Không được làm bậy. Sao lại không nổ súng? Tôi mà nổ súng là bọn chúng sẽ tới ngay. Vậy tôi đuổi theo. Cô báo với chủ nhiệm. Dừng. Ống nhòm. Chủ nhiệm Dương. Asano chạy về hướng lão gia lĩnh rồi. Sao lại để cho hắn ta chạy? Đều tại tôi. Tôi mong cấp trên xử phạt tôi nghiêm khắc. Tôi nói cho cô biết, Asano là kẻ thù giết cha tôi. Cô thả kẻ thù giết cha tôi. Chuyện này cô không xong với tôi đâu. Không phải tôi thả, mà là do hắn ta trốn. Vậy tôi hỏi cô, sao cô không nổ súng? Tôi sợ ảnh hưởng tới chúng ta đang mai phục. Ảnh hưởng chúng ta đang mai phục. Bình thường cô nhanh nhẹn lắm mà, sao lại để cho hắn ta chạy mất? Thật sự không biết cô thông minh hay là ngu ngốc. Chủ nhiệm Dương, đột nhiên bọn Nhật dừng lại rồi. Cách điểm mai phục bao xa? Khoảng 500 mét. Đột nhiên bọn chúng dừng lại. Chắc chắn không liên quan tới Asano. Asano chạy về hướng lão gia lĩnh. Trên người còn đang bị thương. Chắc chắn không thể gặp Sakata sớm. Đúng. Vẫn làm theo kế hoạch ban đầu. Dừng. Hai vách núi cao. Con đường núi hẹp dẫn vào làng phía trước. Phiên dịch bàn. Trước mặt là điểm mai phục vô cùng tốt. Vậy chúng ta nên đi đường vòng đi. Không, không kịp đâu. Phái hai người đi điều tra xem sao. Cẩn thận, đừng nổ súng. Người mình. Giả Tiên, anh về rồi, vẫn chưa chết. Tốt quá rồi, cậu vẫn nói câu này được à? Suýt nữa hại chết tôi rồi. Phía lão gia lĩnh có bao nhiêu người? Du Trường Quý đem theo hơn 20 chó vàng, còn có mười mấy tên Nhật. Vậy Sakata đâu? Sakata nói còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, nên không đi lão gia lĩnh. Chuyến này tôi làm việc không tồi chứ. Thịt kho của cậu không thể thiếu phần tôi. Không thành vấn đề, cho anh ăn thỏa thích. Tôi. Đừng nói chuyện không đâu nữa. Chuẩn bị chiến đấu. Dừng. Các đồng chí, nghe lệnh. Chủ nhiệm Dương nói rồi, chuẩn bị chiến đấu. Mau đi chuẩn bị. Hai tên ngốc này làm gì vậy? Muốn chết à? Đi ra. Đi ra mau. Muốn chết à? Em sai rồi, em sai rồi. Quay lại. Không biết nắp vào à? Huynh đệ, tôi với cậu đổi vị trí đi. Cảm ơn. Chủ nhiệm Dương thân yêu, cô đói không? Sao vậy? Cậu đói à? Tôi không đói. Tôi đang lo lắng cho cô. Được rồi, được rồi. Nếu anh mà đói thì cút về nhà ăn cơm đi. Vậy tôi vẫn phải là ở đây bảo vệ cô chứ. Cầm súng đàng hoàng. Bỏ nòng xuống. Chủ nhiệm Dương, hay là đợi tôi quay về làm đồ ngon cho cô. Được rồi, đừng nói nhảm. Tôi nói cho anh biết, đây là chiến trường, không phải nhà bếp của anh. Muốn làm gì thì làm. Tới rồi, chú ý ẩn nấp.
Đừng nhìn tôi. Đợi người ta phát tín hiệu. Người ta phát tín hiệu, đánh thì đánh. Không có gì hết, quay về thôi. Báo cáo, phía trước tất cả bình thường, không phát hiện bác lộ. Xem ra, bọn Nhật không phát hiện chúng ta. Chúng ta vẫn có thể đánh cho chúng, trở tay không kịp. Có lẽ Asano giờ đã đến lão gia lĩnh. Lão gia lĩnh có một đám người Nhật và chó vàng. Lỡ như đánh trận, chắc chắn sẽ có chi viện. Chỉ dựa vào vài người chúng ta, đánh theo chiều gió còn được. Lỡ như gió đổi chiều, chắc chắn sẽ có người tè ra quần. Lời này của Thảo Thượng Phi cũng có đạo lý, nhưng mở dân tới miệng, làm sao mà nhả ra được. Tôi vẫn là câu nói đó, cho dù xảy ra chuyện gì, cắn một miếng rồi, có nhổ ra được không? Đội hình tiến hành tìm kiếm. Tiến hành tìm kiếm. Xem ra ngài vẫn không yên tâm. Có lẽ là tôi hơi lo xa. Cho dù thế nào đi nữa, kế hoạch chiến đấu cũng không thay đổi. Nghe rõ chưa? Kế hoạch không đổi. Lát nữa lại bắt đầu trận chiến. Cảm thấy có gì không đúng, liền rút lui. Dừng. Đừng quên, lúc rút lui đừng quên mang theo mẫu đơn đi. Không phải chứ anh? Chúng ta có xử lý lưu truyền thuyết không? Cái này còn phải hỏi à? Không xử lý hắn, mẫu đơn cô nương làm sao bỏ cuộc? Lát nữa nhớ hiệu lệnh của tôi. Bọn Nhật tới rồi, mau đi báo cáo. Được. Bắn. Các quân đệ, chủ nhiệm Dương nói rồi, bắn kịch liệt một chút. Ở đâu nổ súng vậy? Đội trưởng, hình như ở bên kia. Không hay rồi, có mai phục. Chúng ta vẫn nên rút lui. Trong từ điển của tôi, không có hai kiểu rút lui. Quăng bom. Tọa độ 300. Phóng. Trốn đi. Có bom, chú ý ẩn nấp. Chủ nhiệm Dương, cô không sao chứ? Tôi không sao. Không ngờ rằng pháo của bọn Nhật lại mạnh như vậy. Là mặt cô đen hết rồi. Được rồi, có mạnh cách mấy cũng không bằng cái miệng của anh. Chủ nhiệm Dương, tôi phải biểu hiện thật tốt. Tôi phải cho cô biết tôi không chỉ mạnh miệng, cái khác cũng rất mạnh. Tôi sẽ cẩn thận mà. Phóng. Mau chạy. Phóng. Quả lực của bọn chúng mạnh thật. Anh à, như vậy không được. Đúng rồi, xem bọn họ đánh như thế nào thì tính tiếp. Chuyện tôi bảo cậu làm thì cứ làm đi. Mau đi. Bắn cho tôi.